Vậy xin ai nấy siêng năng, sốt sắng ngắm suy Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết vì ta, để hưởng nhờ vô số ơn lành cho chính mình và cho tha nhân.
thì một là ở hai muốn về thì hai thì là ở hai muốn ra cố về thì ba là ở hai muốn có ăn để cũng cho để cô sống mình cho đất thì có
lòng. Kính Chúa Giêsu, đã yêu thương bằng vũ đạo gặp quân tử, ta đem vân một mình này cha
Cả dũng lên
cho chúng tôi
Những mà quân ấy kêu
để cho nên vua ấy giận mà chế rằng người này dạy thì nào biết gì mà lục cho ta xem làm sao thì đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc nghe rằng người dạy thì mặc áo quay thì mà đem về trả quan phí là tôi thì khi còn đi dọc đàn thì các quan ấy đánh làm những sự sâu khổ vì là tôi thấy Đức Chúa Giêsu thì thương vốn thôi dù gieo đến ngày lễ cả thương tha cùng có đưa trộm cướp giết người tên là Bá Gia Ba Tầm Đấy thì Phi La Tô hỏi dân rằng một là Tha Ba Gia Ba giết Giêsu mà chờ kỷ năm bấy nhiêu sự thề nguyện một kính lạy cha mười kính kính thương Đức Chúa Giêsu, xưa chịu sâu khổ vì chúng tôi, xin cho chúng tôi được hằng lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Chờ quân du gieo yêu kẻ gian dữ mà bỏ mạch ngõi sự làm chi. Amen.
Thank you.
Thương Đức Chúa Giêsu này,
Yeah.
Thì Đức Chúa
cha. Con mắt thì ấm bao, mặt mũi thì xanh sao, liền kêu cả tiếng rằng con phó linh hồn ở tay Chúa Cha, thì đoạn thì gục đầu Thank you.
Yeah.
Thì khi sang được Chúa Giêsu còn trên thánh giá, thì có một người cảm quan đây đồng mà đâm cạnh nương năm đức Chúa Giêsu phải trái tim, thì bây giờ máu cùng nước chảy ra, thì sống nè khi ấy xác đức Chúa Giêsu chẳng có đâu, thì vì đã sinh thì những mà lòng đức mẹ đau năm thì như đâm trong lòng vậy, thì vì nó chẳng thương khi còn sống thì cũng chẳng thương khi đã sinh, thì đoán hai người chồng là đầy tớ đức Chúa Giêsu, thì một là rủ xe, hai là ni cô si mô, thì cất xác xuống mà có khóc nóc thương con chẳng có thì dừng, thì đoạn tâm xác đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, thì cũng như cất xác đức mẹ vơi, thì vì người thảm thiên khi cất xác con thì như cất ruột mẹ ra vậy, thì khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh nải trăng, thì người kinh kinh mừng thì thương đức Chúa Giêsu để cho người ta cất xác xuống đất, thì xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương có đức Chúa Giêsu xưa.